Mizu, từ hot girl mong manh đến người phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh của showbiz Việt. 2 năm trước, từ một hot girl có cuộc sống viên mãn, mọi thứ như sụp đổ trước mắt Mizu. Chuyện tình lùm xùm với người yêu cũ khiến cô trải qua những ngày tháng buồn bã và trốn tránh dư luận. Mizu từng chia sẻ, chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mông lung, bối rối đến như vậy. Nhưng thời gian dần trôi, tôi hiểu rằng mình không thể cứ mãi như này được. Tôi phải đứng lên, phải vượt qua những thử thách này. Và quả nhiên, cô gái có vẻ ngoài nhỏ bé mong manh ấy đã vượt qua một cách đầy bản lĩnh, như cái cách mà trước nay cô vẫn từng vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc đời. Nổi tiếng không chỉ bằng nhan sắc. Mizu, tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, được biết đến là cô gái xinh đẹp, đa tài, với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Mùa hè năm 2007, hạnh phúc như vỡ òa khi cô gái Mỹ Dung thấy điểm thi của mình. Cô xếp thứ nhì trong danh sách những bạn tân sinh viên của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, một vài người xung quanh bắt đầu gọi cô là Á Khoa. Cũng vào năm đó, cô còn đậu vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với số điểm thủ khoa. Ngày ấy, mạng xã hội và các trang thông tin điện tử vẫn là một khái niệm vô cùng xa lạ với giới trẻ. Đa phần, mọi người cập nhật tin tức qua những tờ báo giấy. Thời điểm đó, Mizu thường xuất hiện trên các tờ báo dành cho học trò với danh xưng hot girl học giỏi. Mizu sở hữu một lượng fan hùng hậu thuộc hàng nhất nhì trong số các hot girl nổi lên thời bấy giờ. Vẻ đẹp dịu dàng, mong manh của cô đốn tim không chỉ các chàng trai mà còn chinh phục các cô gái. Con đường mà cô chọn cho mình cũng không gắn liền với những chiêu trò gây chú ý mà chỉ tập trung vào học tập. Mizu chỉ tham gia chụp ảnh những khi rảnh rỗi. Từ người mẫu ảnh, cô bắt đầu nhận những hợp đồng quảng cáo. Mizu chia sẻ, trong kế hoạch cuộc đời mình, chưa bao giờ tôi dám nghĩ sẽ có một ngày mình trở thành người của công chúng, có sức ảnh hưởng đến giới trẻ và được nhiều người quan tâm soi xét đến như vậy. Nhưng duyên đến thì mình nhận lấy thôi. Từ ngày đó, tôi bắt đầu quan sát để học hỏi từng thứ nhỏ, từ đi đứng, tóc tai, quần áo, cho đến những thứ lớn hơn như cách trả lời phỏng vấn, cách điều giá quảng cáo, cách cư xử khi đi sự kiện. Gần 10 năm lột xác qua từng vai diễn. Gần 10 năm tham gia đóng phim, người đẹp sinh năm 1989 thử sức nhiều thể loại phim, từ phim thanh xuân vườn trường, kinh dị cho đến cổ trang, những thiên thần áo trắng, cô nàng tóc rối, thiên mệnh anh hùng, mùa hè lạnh, 14 ngày đấu trí, 4 năm hai chàng một tình yêu, bí ẩn song sinh. Một trong số những vai diễn gây ấn tượng của Mizu phải kể đến là nhân vật Hoa Xuân ở Thiên Mệnh Anh Hùng, bộ phim điện ảnh do đạo diễn Victor Vũ thực hiện. Vào vai nữ hiệp Hoa Xuân trong bom tấn này, trước khi phim công chiếu, Mizu khiến khán giả lo lắng sẽ trở thành bình hoa di động, làm hỏng cả bộ phim. Tuy nhiên, tạo hình cổ trang mong manh nhẹ nhàng là lợi thế giúp người đẹp sinh năm 1989 thể hiện khá tròn trịa, vừa vặn một nữ hiệp vừa ngây thơ, vừa nét bướng bỉnh cứng cỏi. Năm 2016, Mizu tham gia phim 4 năm hai chàng một tình yêu, bộ phim lấy cảm hứng từ truyện Bạn gái của thiếu gia của tác giả Kawi. Tác phẩm mang đậm màu sắc ngôn tình, mộng mơ, đánh vào tâm lý khán giả trẻ. Trên cái nền thanh xuân thơ mộng, Mizu hóa thân thành Quỳnh, cô gái xinh đẹp trẻ trung, mang màu sắc và tính cách tươi sáng. Đặc biệt, chuyện tình đẹp như mơ giữa Mizu và Harilu trong phim khiến khán giả thích thú và hết lòng ủng hộ. Tham gia Mẹ Chồng, phim xoay quanh cuộc thâm cung nội chiến giữa những người phụ nữ trong gia đình hội đồng lệnh, Mizu được kỳ vọng sẽ có bứt phá về diễn xuất. Khi trailer Mẹ Chồng được tung ra, tiết lộ tạo hình trẻ trung trong sáng của Tuyết Mai do Mizu đóng, không ít ý kiến cho rằng Tuyết Mai là chú cừu non, lạc lõng giữa hàng loạt mưu kế toan tính nhà hội đồng lệnh. Tuy nhiên vào phim, khán giả mới vỡ lẽ, thì ra mợ nhỏ cũng chẳng phải dạng vừa. Nhân vật do Mizu đảm nhận mang tư duy tân thời tiến bộ, học hành đàng hoàng, sống thẳng thắn và sẵn sàng lên tiếng trước những gì cho là bất công vô lý. Như vậy, vẫn xinh đẹp, trong sáng, cú bứt phá của Mizu không bởi tạo hình hay trang phục mà xuất phát từ tính cách và thái độ nhân vật. Điều đó đòi hỏi sự dạn dày và trưởng thành hơn trong diễn xuất của nữ diễn viên. Giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2017 là đền đáp xứng đáng cho vai diễn nhiều sức nặng mà Mizu thể hiện, đồng thời khẳng định hiệu quả của màn lột xác trên màn ảnh rộng của cô. Đằng sau những nụ cười. Người ta nhìn vào chỉ thấy Mizu tự tin bước trên một con đường bằng phẳng. Tuy nhiên, đằng sau những nụ cười và những thành công là vô số những bất công và uẩn khúc mà chưa một lần cô bộc bạch cùng ai.
đã có lúc Mizu muốn dừng cuộc hành trình của mình trong giới showbiz nhiều thị phi, rời xa ánh hào quang để sống một cuộc đời bình dị như bao cô gái tuổi đôi mươi khác. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn phải gạt bỏ hết những cảm xúc cá nhân, tự nhủ lòng phải mạnh mẽ hơn, sống lạc quan hơn và nhìn vào những mặt tích cực để tiếp tục cống hiến, tiếp tục làm việc vì vô số khán giả đã ủng hộ cô suốt bao năm qua. Có thời gian, Mizu làm khán giả ngỡ ngàng khi tạm dừng sự nghiệp diễn xuất lúc tên tuổi đang trên đà phát triển. Nhưng bản thân Mizu thì biết đó là quyết định cần thiết nhất để giữ lửa của mình với công việc diễn xuất, để nuôi dưỡng cảm hứng với một vai trò mà cô chỉ tham gia ở mức độ tay ngang. Tôi nhận thức được rằng mình chưa thật sự hết mình với nghệ thuật. Có những người lao vào công việc này như định mệnh, như cuộc đời của họ, nhưng tôi thì không. Tôi làm nghề nghiêm túc, đàng hoàng, nhưng không phải kiểu người sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho nó. Đơn giản vì cuộc sống của tôi còn nhiều thứ khác để theo đuổi, để xây dựng, Mizu trải lòng. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Hồn nhiên giữa showbiz xô bồ. Với Mizu, chẳng cần giải thưởng gì hoành tráng hay những danh hiệu đao to bồ lớn, chỉ cần thấy nỗ lực của mình được mọi người ghi nhận thôi đã là một niềm hạnh phúc khi làm nghề. Đối với cô, nghệ thuật không phải cuộc đua để tranh giành ai hơn ai. Mizu khẳng định mình luôn nằm ngoài những cuộc tranh giành đó. Không biết người khác thì thế nào, chứ đối với cô, đã làm nghề thì phải thật thoải mái và vui vẻ với nhau. Nghệ sĩ mà không nuôi dưỡng cho tâm hồn và những giá trị bên trong mà cứ mải miết đi ganh đua với người khác thì chẳng còn cảm nhận được gì. Cuộc sống, công việc vì thế cũng mệt mỏi thêm. Có một điều Mizu rất tự hào là dù số lượng phim mình tham gia không nhiều, nhưng cô cũng có những vai diễn được khán giả nhớ đến, chứ không nhạt nhẽo và dở tệ đến mức xem xong trôi tuột chả động lại gì. Ít ai biết rằng, sau Thiên Mệnh Anh Hùng, nhiều người so sánh cô với những ngọc nữ khác của showbiz Việt. Nhưng chính lúc đó, tất cả những gì Mizu muốn làm là tìm một góc riêng để bình tâm suy nghĩ về con đường mà mình đã chọn. Lời mời tham gia phim tới tấp, nhưng cô đều từ chối. Các báo mời Mizu tham gia sự kiện thì cô thoái thác, bảo rằng mình đang tập trung cho sự nghiệp kinh doanh. Vào thời điểm mà Mizu tạm rời xa showbiz, dư luận râm ran tin cô sắp sửa theo chồng bỏ cuộc chơi, yên tâm làm kiều nữ bên cạnh thiếu gia danh tiếng Sải Thành. Mạnh mẽ vượt qua biến cố tình cảm. Khoảng thời gian 2 năm trước, khi khán giả và cả bản thân Mizu tin rằng cô sắp bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, chuẩn bị bước chân vào nhà hào môn thì biến cố xảy ra. Dư luận xôn xao chuyện, thiếu gia Phan Thành có mối quan hệ khó chấp nhận với hot girl 17 tuổi Thúy Vi. Người thương cảm cho Mizu, người thì phẫn nộ vì hành động của thiếu gia, nhưng Mizu chỉ im lặng. Khi cô gặp biến cố tình cảm, rất nhiều khán giả đã hy vọng rằng cô sẽ lên tiếng chia sẻ về chuyện cá nhân hay ít nhất cũng bóng gió than vãn kêu ca gì đó như bao cô gái khác sau khi trải qua vấp ngã trong chuyện yêu đương đôi lứa. Nhưng Mizu đã không làm như vậy. Tính tôi vốn không thích la oai oái lên cho người ta biết rằng mình đang đau, mình đang buồn. Để làm gì cơ chứ? Có giải quyết được vấn đề gì không? Vậy nên tôi chọn cách ở lì trong nhà suốt một tháng trời. Tôi không ăn được, ngủ cũng chẳng ngon, mặt mũi hốc hác, xanh xao và mọc mụn tùm lum và cũng chẳng còn tí động lực nào để chăm sóc nhan sắc. Mizu kể về thời gian khó khăn nhất của mình. Đóng cửa phòng, tự nghiền ngẫm và vượt qua, nhưng cô biết rằng ngay lúc đó, bên ngoài cánh cửa kia là hàng ngàn con người đang bàn tán về mình. Chỉ cần bước ra đó thôi là mọi suy nghĩ trong cô sẽ lập tức bị xáo trộn lung lay. Mizu không tiếp xúc với bất kỳ ai trong một thời gian dài và tĩnh tâm nhất có thể để lắng nghe xem mình đang cảm thấy thế nào, bản thân mình thực sự muốn gì. Ngay cả khi gặp biến cố lớn nhất trong chuyện tình cảm, niềm tin tình yêu trong cô vẫn chưa bao giờ hết. Tôi không trách móc cuộc đời, không đau buồn với số phận và cũng không có ý định đổ lỗi cho bất kỳ ai. Tôi hiểu rằng mọi thứ đến với mình đều có lý do riêng của nó hết. Và biết đâu những đau khổ đó sẽ giúp mình cảm thấy hạnh phúc hơn trong tương lai thì sao? Nếu chỉ vì một lần mà mất niềm tin trong tình yêu thì chẳng phải tôi đang tự đóng sập cánh cửa đến với hạnh phúc của mình à? Đến thời điểm hiện tại, sau hơn 2 năm, Mizu cho biết đã cảm thấy hoàn toàn an nhiên, tự tại và hài lòng với những gì mà cô đang có. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều có những người yêu thương bên cạnh, có những công việc để làm, có những niềm vui chờ đợi trước mắt. Và quan trọng nhất là luôn có những giá trị khác để theo đuổi, chứ không phải chỉ có mỗi chuyện tình yêu mà thôi.
Mizu ở thời hiện tại chẳng còn là cô hot girl hiền lành, mong manh như pha lê ngày nào, mà thay vào đó là một người phụ nữ trẻ, tràn đầy năng lượng, luôn tiến về phía trước nhưng không bao giờ đánh mất bản thân mình. Mọi người có thể yêu hoặc ghét, nhưng đến cuối cùng, ai cũng phải dành cho Mizu sự tôn trọng vì cách làm nghề, cách sống, cũng như sự mạnh mẽ, kiên cường của cô gái này. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!